Rồi, Anna đi học về, Anna cho gà ăn nè. Các em gà đi theo Anna. Mở này ra. Rồi, con vào. Rồi. Đó, các em ăn hết gà, con đổ vào trong cái chăn trắng đây mẹ lấy. Trong cái rổ kia kìa, đó, trong cái chậu kia kìa. Đó, con đổ vào đây. Rồi. Đấy các em lại ăn. Này. Rồi bây giờ mình đi lấy trứng nha. Đây, có 4 quả ở đây. 4 quả ở đây. Rồi. Rồi mày giữ cho em lấy nha. Rồi. 3. 4. Yeah. Cái đây nữa này nè, đây có 4 quả nữa. Ôi. Ừ. Rồi, mình qua bên kia xem có không. Đây có một quả đây nữa này. Này, 9. 9. Ở đây có không? Ừ, hôm nay 9 quả. 9 không. Rồi trong hết rồi. Này, hôm qua 9. Rồi các em gà kìa, mình phải lấy đổ thêm cho các em gà ăn. Rồi, Nam ăn trứng vào trong nhà.